Việt Trinh và nỗi oan trong mối tình với cựu tuyển thủ danh tiếng Trần Minh Chiến. Nhiều năm qua đi, diễn viên Việt Trinh vẫn phải mang tiếng oan trong chuyện tình với cựu tuyển thủ Trần Minh Chiến. Nhắc tới những minh tinh bạc triệu của màn ảnh Việt những năm 90, không thể không nhớ tới Việt Trinh. Người đẹp từng sở hữu mức cachê cao ngất ngưỡng và được các nhà sản xuất săn đón, cung phụng như một nữ hoàng. Chính Việt Trinh cũng phải thừa nhận đã có giai đoạn có nổi tiếng tới mức ra Đà Nẵng thì chợ hàng đóng cửa, tới Nghệ An diễn thì sập cả sân khấu. Không chỉ diễn xuất tốt, Việt Trinh còn hơn người ở nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, với đôi mắt sâu thẳm, làn da nâu khỏe khoắn cùng vẻ đẹp sang chảnh và mặn mà. Theo suốt những bộ phim đình đám như Ngọc Trong Đá, Người Đẹp Tây Đô, nhan sắc Việt Trinh đã trở thành biểu tượng trong lòng công chúng suốt hàng chục năm qua. Phận má hồng thì thường đa đoan và lắm nỗi trung chuyên. Việt Trinh xinh đẹp, nổi tiếng nên được nhiều người đàn ông cảm mến và yêu thương. Chuyện tình yêu của cô vì thế mà cũng khiến đông đảo dư luận quan tâm và theo dõi. Nhưng chính sự đầu ho đó là khiến cô gặp gian nan trên trốn tình trường. Hầu như không mối tình nào của Việt Trinh được toại nguyện và đến bờ đến bến, dù cô đã yêu hết mình. Cuộc tình nào cũng đứt gánh giữa đường với nhiều cay đắng khiến cô phải chịu nhiều tiếng oan. Người ta nói Việt Trinh có mệnh sát phu, khi bất cứ người đàn ông nào đến với cô đều dính tai tiếng và xuống dốc trong sự nghiệp, dẫn đến tan vỡ. Một trong số đó là cựu tuyển thủ Trần Minh Chiến. Trần Minh Chiến là một trong những tuyển thủ xuất sắc của nền bóng đá vàng Việt Nam. Tiền đạo này chính là người đã ghi bàn thắng quyết định, giúp chúng ta vượt qua đội tuyển Myanmar để tiến vào chung kết SEA Games 18 năm 1995. Bàn thắng này đánh dấu bước ngoặt của bóng đá nước nhà sau khi chúng ta tái hòa nhập với khu vực. Năm ấy, Trần Minh Chiến mới 21 tuổi, bằng đúng lứa tuổi của U23 năm nay như Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Dũng, Đình Trọng, Trọng Đại. Và anh cũng từng được ngưỡng mộ chẳng kém gì U23 bây giờ. Cũng trong khoảng thời gian đó, Việt Trinh và Trần Minh Chiến đã tìm đến nhau rồi nảy sinh tình cảm. Họ yêu nhau tha thiết, bất chấp việc phi công trẻ lái máy bay bà già, khi Việt Trinh hơn Trần Minh Chiến những vài tuổi. Dù truyền thông ngày ấy chưa phát triển, nhưng chuyện tình giữa Việt Trinh và Trần Minh Chiến vẫn gây xôn xao dư luận và nổ rộ khắp các mặt báo, đủ để thấy sức hút lớn của họ còn hơn cả Thủy Tiên, Công Vinh thời bấy giờ. Người ta nói hai người tình cảm tới mức hễ Việt Trinh đóng phim ở đâu là Trần Minh Chiến có mặt ở đó. Anh tình nguyện làm xe ôm đưa đón người đẹp tận nơi tận chốn. Thậm chí còn có những tin đồn rằng Việt Trinh rất chảnh và đưa ra nhiều yêu sách, không chỉ với đoàn làm phim mà còn với chính người yêu mình. Nhưng chàng tuyển thủ si tình vẫn vui vẻ đáp ứng trong sự si mê cô nàng tình nhân nổi tiếng. Nhưng cũng chính trong thời gian yêu Việt Trinh, tiền đạo Trần Minh Chiến đã đột ngột treo giày, giã từ sự nghiệp của mình, để lại vô vàn tiếc nuối trong lòng công chúng. Nhiều lời đồn đoán đã xuất hiện, mà chủ yếu là xoay quanh Việt Trinh. Đa số mọi người cho rằng, nữ minh tinh chính là nguyên nhân dẫn đến việc giải nghệ sớm của Trần Minh Chiến. Người ta truyền tai nhau rằng Trần Minh Chiến vì quá mê đắm, cưng chiều Việt Trinh mà lún sâu vào cuộc tình với cô, để rồi bỏ bê luyện tập, tối ngày chạy theo nữ diễn viên tới nơi này, nơi khác, tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Thậm chí có người còn ác ý hơn khi nói chính Việt Trinh đã hút kiệt sinh lực của Trần Minh Chiến khi anh không còn sức để thi đấu và tập tành. Trước hàng trăm lời thị phi bủa phay, Việt Trinh quyết định không lên tiếng mà vẫn giữ im lặng, khiến câu chuyện càng trở nên bí ẩn và gây tò mò. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, ngay từ khi SEA Games năm 1995, Trần Minh Chiến đã gặp chấn thương dây chằng, phải sang Đức mổ gối 4 lần. Thời điểm này, anh chưa quen Việt Trinh. Bình phục được một thời gian, anh lại tiếp tục bị đứt dây chằng gối trong một buổi tập chuẩn bị cho Tiger Cup năm 1996. Đứt dây chằng là một chấn thương rất nặng trong bóng đá. Với trình độ y học lúc bấy giờ, Trần Minh Chiến đã buộc phải giã từ sự nghiệp bóng đá khi vừa tròn 22 tuổi. Sau khi giã từ sự nghiệp săn cỏ, Trần Minh Chiến phải đương đầu với nhiều khó khăn bề bộn. Anh buồn bã tâm sự. Ngày ấy tôi buồn kinh khủng khi phải treo giày. Biết nghĩ đá bóng là thất nghiệp và nhiều lo toan, nhưng không thể tiếp tục vì cái gối nó hư rồi, ra sân xoay trở không được. Đấy là khoảng thời gian khó nhất đời tôi. Cho tới bây giờ, cả Việt Trinh và Trần Minh Chiến đều rất ngại khi nói về nhau. Chỉ biết rằng Việt Trinh đã phải chịu một nỗi oan quá lớn trong chuyện tình với Trần Minh Chiến, khiến cô bị dị nghị suốt nhiều năm trời. Hiện tại, Việt Trinh đã thoát khỏi quá khứ đen tối để làm một bà mẹ đơn thân thành đạt, chăm chỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện. Trong khi đó, Trần Minh Chiến cũng có gia đình hạnh phúc và vẫn theo đuổi sự nghiệp bóng đá trên cương vị một huấn luyện viên. Được biết, Trần Minh Chiến là người nhận ra tố chất đặc biệt ở Hà Đức Chinh để dẫn dắt tiền đạo này một cách nghiêm khắc, dù Hà Đức Chinh vào trung tâm muộn hơn các bạn cùng trang lứa.
với Bùi Tiến Dũng, huấn luyện viên Trần Minh Chiến nhận định Dũng có sức mạnh không ai bằng, nhất là thiếu sự điềm tĩnh và tư duy của người tổ chức trận đấu. Vì thế, anh luôn chú ý vào việc sử dụng Bùi Tiến Dũng như thế nào để phát huy được thế mạnh của cầu thủ này. Trần Minh Chiến cũng chính là người đã nhìn nhận chuẩn xác về khí chất khác người của Quang Hải. Anh kể, trước khi đi Hàn Quốc dự World Cup, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tước bằng thủ quân của Trọng Đại, đội trưởng từ vòng chung kết U19 Đông Nam Á 2015 đến thời điểm đó và trao cho Quang Hải. Nhưng đến trận đấu chót của Việt Nam với Honduras, băng thủ quân được trao lại cho Trọng Đại. Khi anh Tuấn thông báo quyết định của mình, Hải đã nói, thôi thầy đừng nói với Đại, để con nói cho. Từ cách ứng xử của Hải, cộng với cách sinh hoạt, thi đấu mà tôi quan sát được, tôi tin Hải có tiềm năng để trở thành một cầu thủ lớn trong tương lai. Như vậy, dù trải qua nhiều sóng gió, nhưng đến cuối cùng, cả Việt Trinh và Trần Minh Chiến đều vượt qua được dư luận để chọn được con đường đi đúng đắn cho mình. Vì sao đêm nay chia xa nhân gian an lành, bần chăn khuyên chứng minh tình yêu ta. Ngồi bên em, đưa tay ôm lấy bờ vai bé xinh, đàn hơi ấm ta trao nhau trong màn đêm. Giờ sương khuya rơi rơi em thấy lạnh thấm hơi người, mà lòng anh tái tê từng cơn. Vì anh biết bên em thêm chỉ vài giây phút thôi, nhưng vẫn mỉm cười để em yêu thôi được vui.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.